Mời bà con quý vị và các bạn theo dõi bản tin nông nghiệp nông thôn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin chính đáng chú ý sau. Huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa có 3 xã thị trấn đạt chuẩn an toàn thực phẩm nâng cao. Lan tỏa phong trào xây dựng các khu vui chơi cho thanh thiếu nhi tại nhà văn hóa thôn phố. Trước hết mời bà con quý vị và các bạn theo dõi phần điểm tin về nông nghiệp nông thôn. Tính đến tháng 11 năm 2022, diện tích trồng cây gai xanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt trên 930 ha, trong đó trồng mới 480 ha, lưu gốc 450 ha. Diện tích trồng cây gai xanh tập trung tại các huyện Cẩm Thủy, Thạch Thành, Như Xuân, Bá Thước, Mường Lát, Như Thành. Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số địa phương và hộ gia đình chưa quan tâm đầu tư thâm canh nên năng suất sản lượng còn hạn chế. Bên cạnh đó, mô hình phát triển cây gai xanh nguyên liệu theo quy mô nhóm hộ, hợp tác xã chưa được hình thành và phát huy, chưa xây dựng được các mô hình điển hình về thâm canh gai gắn với phương thức quản lý, quản trị hiện đại để nhân rộng. Thời gian tới, ngành nông nghiệp Thanh Hóa đặt mục tiêu phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh trên địa bàn phù hợp với mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025. Qua đó, sử dụng đất có hiệu quả hơn, tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống người nông dân. Những năm gần đây, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tạo điều kiện khuyến khích các hộ dân phát triển chăn nuôi theo hình thức trang trại. Đây được xem là hướng đi bền vững, giải quyết bài toán về môi trường, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trên địa bàn tỉnh hiện có 841 trang trại, trong đó có 488 trang trại chăn nuôi. Hầu hết các trang trại được quy hoạch cách xa khu dân cư, đầu tư cơ sở hạ tầng và hệ thống xử lý chất thải bằng hầm biogas, hệ thống điều hòa thoáng khí. Các chủ trang trại đều áp dụng quy trình chăn nuôi khép kín, kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến hiện đại hiệu quả. Nhằm khuyến khích, vận động nhân dân chăn nuôi theo hình thức trang trại, chính quyền các địa phương đã đẩy mạnh tích tụ tập trung đất đai, khuyến khích các doanh nghiệp, hộ gia đình đầu tư, phối hợp với các đơn vị tư vấn hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học, đảm bảo vệ sinh môi trường. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết hiện nay lượng thịt lợn xuất khẩu của Việt Nam vẫn còn đang quá nhỏ so với tổng sản lượng xuất chuộc. Nguyên nhân do những hạn chế ở khâu chế biến, công tác dự báo của thị trường cung cầu để điều tiết sản xuất cũng như phòng chống dịch bệnh chưa tốt, trong khi giá thành sản xuất chăn nuôi lợn ở nước ta cao hơn so với mức bình quân trên thế giới. Do đó, giá thịt lợn ở Việt Nam đang khó cạnh tranh với các nước khác. Chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Cục xuất nhập khẩu nhận định nhu cầu thực phẩm cho ngày Tết cũng sẽ tăng lên, trong đó có nhu cầu sử dụng thịt gia súc gia cầm. Tuy nhiên sẽ không xảy ra tình trạng khan hàng bởi nguồn cung trong nước đang khá dồi dào. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2022, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành đề án xây dựng xã thị trấn an toàn thực phẩm nâng cao trên địa bàn huyện Triệu Sơn giai đoạn 2022-2025. Đến nay, huyện đã có 3 xã thị trấn đã được thẩm định đạt chuẩn an toàn thực phẩm nâng cao. Bếp ăn tập thể được đầu tư đủ trang thiết bị, giám sát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm, được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đảm bảo an toàn thực phẩm. 100% cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ quy định về kiến thức, thực hành đúng về an toàn thực phẩm, xây dựng được 2 mô hình sản xuất hữu cơ đảm bảo an toàn thực phẩm. Trong 3 năm liên tục, trên địa bàn không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm. Đó là những kết quả nổi bật trong xây dựng xã an toàn thực phẩm nâng cao của xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn. Đây cũng là xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn an toàn thực phẩm nâng cao. Để làm được điều này thì địa phương trước hết là tổ chức cái công tác tuyên truyền bằng nhiều cái hình thức, tuyên truyền bằng pano, áp phích ở các cái hội nghị nhân dân, tuyên truyền ở các cái hội nghị của xã. Đối với các nhà hàng cũng như thế là các cái cửa hàng buôn bán thực phẩm thì địa phương cho làm cam kết để thực hiện cái việc an toàn thực phẩm, và mỗi hộ thì có một cái tờ rơi để các họ thực hiện các cái tiêu chí an toàn thực phẩm. Trên cơ sở đề án của tỉnh Thanh Hóa, huyện Triệu Sơn đã triển khai đề án xây dựng xã thị trấn an toàn thực phẩm nâng cao giai đoạn 2022-2025 nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của chính quyền và nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về vệ sinh an toàn thực phẩm. Huyện đã ra soát, lựa chọn và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương, thực hiện theo năm, đồng thời ban hành các cơ chế hỗ trợ, khuyến khích các xã thị trấn như hỗ trợ 100 triệu đồng cho một chợ an toàn thực phẩm, 50 triệu đồng một mã vùng trồng, 500 triệu đồng một cơ sở giết mổ gia súc tập trung, 100 triệu đồng cho một xã thị trấn được công nhận an toàn thực phẩm nâng cao. Từ đó, các xã thị trấn đã thành lập ban chỉ đạo quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết hợp kiểm tra giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.
Đến nay, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện đều đã thực hiện tốt việc ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm. Cơ sở giết mổ gia súc gia cầm được nâng cấp, cải tạo, đáp ứng đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Toàn huyện đã phát triển được 75 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Cửa hàng chúng tôi kinh doanh các thực phẩm hoa quả nhập khẩu, hoa quả Việt, có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, có tem mác, được giấy chứng nhận của bên OCOP. Vì thế người dân tin tưởng đến để mua. Thì chúng tôi thành lập cái ban chỉ đạo, xây dựng cái kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng tổ dân phố, ban đặc biệt là ban quản lý chợ giáp, rồi các cái hộ gia đình sản xuất kinh doanh trên các cái lĩnh vực công thương, nông nghiệp và các cái hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Đến hiện nay thì chúng tôi đã hoàn thành tất cả các tiêu chí. Ngoài địa phương vừa được công nhận qua rà soát, huyện Triệu Sơn còn có 3 xã đã cơ bản hoàn thành 5 nhóm tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao. Do đó, huyện Triệu Sơn đang tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các xã hoàn thành hồ sơ để công nhận trong năm 2022, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào xây dựng các khu vui chơi cho thanh thiếu niên tại các nhà văn hóa thôn, phố. Hơn 3 năm qua, các chi đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện xã hội hóa, huy động các nguồn lực xây dựng các khu vui chơi giải trí cho trẻ em. Qua đó, góp phần thực hiện tiêu chí 6.2 xây dựng cơ sở vật chất văn hóa ở các xã nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân nông thôn. Đã thành thói quen, cứ đến mỗi buổi chiều, trẻ em trong thôn Mỹ Khê, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương lại tập trung ra nhà văn hóa thôn để chơi. Tại đây các em có thể tham gia nhiều trò chơi như xích đu, bập bênh, cầu trượt. Toàn bộ kinh phí xây dựng khu vui chơi hơn 30 triệu đồng do đoàn thanh niên thôn huy động các doanh nghiệp và nhân dân trong thôn đóng góp, cộng với ngày công do đoàn viên thanh niên trực tiếp tham gia. Không chỉ riêng thôn Mỹ Khê, đến nay đoàn xã Quảng Trạch đã thực hiện xây dựng được 4 khu vui chơi giải trí tại nhà văn hóa thôn, tạo điều kiện cho trẻ nhỏ, người già và người dân trong thôn có một không gian sống bổ ích, lành mạnh. Các bà rồi các là cứ dẫn các cháu ra đây vui chơi ở trong cái khu vui chơi ở trong nhà văn hóa thôn để các cháu không chạy ra đường. Ở đây rất nhiều trò chơi cho các cháu chơi rất là vui. Ban thường vụ đoàn xá là xác định là lấy chi đoàn làm trọng tâm, thì triển khai đến từng chi đoàn, sau đó thì hướng dẫn cho các chi đoàn xây dựng kế hoạch và phương pháp cách làm. Các đoàn viên thanh niên thì người thì góp công, người thì góp tiền, huy động xã hội hóa trong toàn dân, tạo thành cái nguồn lực tổng hợp để mà xây dựng trên các cái khu vui chơi này. Năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội đồng đội tỉnh Thanh Hóa đã phát động phong trào xây dựng khu vui chơi cho thanh thiếu niên tại các nhà văn hóa thôn, phố trong toàn tỉnh. Tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và giao chỉ tiêu cho Ban Thường vụ Đoàn, Hội đồng đội các huyện, thị, thành phố và đoàn trực thuộc triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, các đơn vị đã chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền, dành quỹ đất, quy hoạch địa điểm xây dựng và tu sửa điểm sinh hoạt, vui chơi trên địa bàn. Kinh phí xây dựng các điểm vui chơi chủ yếu được huy động thông qua xã hội hóa và sự đóng góp ngày công của đoàn viên thanh niên. Đến nay, tỉnh đoàn đã cải tạo, sửa chữa, xây mới được trên 600 điểm sinh hoạt, vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi, với kinh phí từ 30 đến 100 triệu đồng mỗi điểm. Tỉnh đoàn và Hội đồng đội Trung ương hỗ trợ xây dựng 7 điểm vui chơi, kinh phí 150 triệu đồng một điểm. Các công trình được bàn giao và đưa vào sử dụng với những loại hình vui chơi phù hợp với nhiều lứa tuổi tham gia. Mô hình điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi thì được huyện đoàn triển khai vào cuối năm 2019. Trong năm 2022 thì chúng tôi triển khai được 48 điểm, nâng tổng số điểm vui chơi trên địa bàn toàn huyện lên 90 điểm. Và trên địa bàn huyện hiện tại đã có 10 trên 26 đơn vị đoàn xã thị trấn đã triển khai ở 100% nhà văn hóa thôn phố lắp đặt điểm vui chơi. Và theo như lộ trình chúng tôi đã đăng ký thì đến cuối năm 2025 là sẽ đạt chỉ tiêu 100% nhà văn hóa thôn phố trên địa bàn huyện Quảng Xương sẽ lắp đặt điểm vui chơi. Việc xây dựng các khu vui chơi giải trí đã tạo sân chơi lành mạnh, an toàn cho thanh thiếu niên trên địa bàn. Cùng với đó, các cấp bộ đoàn còn tổ chức thực hiện nhiều công trình có ý nghĩa như đường tranh bích họa, mô hình thu gom rác thải sinh hoạt, bảo vệ môi trường. Qua đó khẳng định vai trò xung kích của thanh niên, chung tay góp sức tham gia xây dựng nông thôn mới. Bản tin nông nghiệp nông thôn của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.